chịu gài cửa, còn không chịu cởi quần nữa chứ. Tao phải chừa đường chạy chứ. Mày nghĩ đi, nếu có chuyện gì xảy ra, tao có kịp mặc quần vào không? Thôi tao đóng cửa. Tắm mà có thằng nhóm này khó tắm lắm. Thông ơi, mày lên tiếng đi. Mày phải nói thì tao mới biết mày đang hiện diện ngoài đó chứ. Không ấy mày hát đi. Yeah ơi. Lạnh quá. Lạnh cái gì? Yeah ơi. Tao đang tắm mới lạnh nè. Lạnh quá. Mày chơi trò mất dạy. Mày chạy lên mày không nói tao. Tao xin lỗi mày tại tao thấy khách. Vì à? Hả? Nhà em có khách ấy. Ừ, thì mấy anh là khách nè. Ê, Đại ơi. Phải à.